bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư, chúng con xin lạy người. Đạo Phật hướng từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hòa. Thường người ta cứ hiểu khi mà nghe nói thiền là người ta hiểu là ngồi thiền là chính. Rồi để cho ngồi thiền mà lâu quá thì sợ là ngồi lâu quá thì nó đau chân hoặc là nó khó chịu sau đó, cho nên nó là phải đi kinh hành. Thường các cái trường thiền á, là người ta chỉ có ngồi thiền và đi kinh hành thôi. Nhưng mà thầy thì khác. Thầy thì muốn là mọi người ứng dụng thiền trong đời sống hàng ngày. Cho nên á, cái cách thiền mà thầy hướng dẫn á, là không cần phải ngồi hay đi kinh hành gì cả, mà là sinh hoạt tự nhiên. Sinh hoạt tự nhiên. Thì trong sinh hoạt tự nhiên á, chỉ cần là mình soi sáng lại mình thôi. Như hồi sáng thầy nói đó là mình ở ngoài đời thì nhiều khi là do mình bị thu hút vào công việc hoặc là những cái chuyện gì đó bên ngoài, cho nên mình thiếu cái trọn vẹn rõ biết mình ấy. Nhưng mà cái đó là lúc chưa quen thôi. Chứ còn á, cái lúc mà mình biết sống tròn vẹn, rõ biết mình. Mặc dù mình đến chùa trong một khóa tu giao duyên chẳng hạn, thì mình vẫn sinh hoạt bình thường thôi. Chẳng hạn như ở đây á, là có thể đi quét dọn. Tại vì khi mình đi quét dọn là nó rất tự nhiên. Mình thấy lá thì mình quét sạch vậy thôi. Nhưng mà khi mình quét như vậy á, thì mình cũng là rõ biết mình. Thì ở các trường thiền á, thường thường là người ta chia ra cái đối tượng khác nhau. Chẳng hạn như có trường thiền là người ta chỉ niệm thân thôi. Hoặc là trường thiền thì niệm thọ thôi, trường thiền thì niệm tâm thôi. Nhưng mà cái cách của thầy á, thì nó khác ở cái chỗ là không có niệm gì cả. Cái tâm thiền là chính chứ không phải là đối tượng. Khi mà người ta đặt nặng đối tượng á, thì nó sẽ sinh ra một cái hiệu ứng là không biết lấy đối tượng nào. Đó, người ta sẽ phân vân như vậy. Chẳng hạn bây giờ niệm thân thì khi có một cái cảm giác thì mình lại bây giờ mình niệm cảm giác là mình niệm thân, hoặc là mình bỏ cái cảm giác đó đi, mình trở lại niệm thân chẳng hạn như vậy. Hoặc là niệm thọ cũng vậy, nói chung là niệm cái gì thì cái đó là cái chính, còn mấy cái kia là phù đó. Thành ra mình có cái đối tượng gì đến cái mình bỏ cái đối tượng đó đi, mình trở lại cái đối tượng chính. Nhưng thực ra trong đời sống thì nó không phải như vậy. Có khi thân là chính, có khi thọ là chính, có khi tâm là chính. Chứ không phải là mình chọn, mình không phải tùy ý mình chọn, mà cái đối tượng đó nó phải tự đến. Chữ pháp vốn nó có nghĩa là tự nhiên. Cho nên á, cái đối tượng nó phải đến tự nhiên chứ không phải đối tượng mình chọn.
Cái điều này nó khi mà cái người mà thông suốt được cái pháp hành thiền Vipassana đó, thì sẽ thấy điều này rất rõ. Lúc đầu có thể là không hiểu được, tại vì không có cái đối tượng thì họ không hành được. Nhưng mà thực ra đó, không phải là đối tượng mà là cái tâm. Mà cái tâm á, bây giờ cái tâm á, nó cũng là, cũng phải hiểu cái tâm cho thật đúng. Còn nếu không á, thì mình cứ dùng tâm sai. Mình dùng tâm sai, rồi mình lại đi chọn đối tượng nữa, thì nó không có đưa đến cái hiệu quả giác ngộ giải thoát được. Cái tâm á, cũng là tự nhiên. Cái tâm càng dạng gì càng tự nhiên, càng không cố ý nắm bắt điều gì cả, thì cái tâm đó nó lại càng tốt. Nhưng mà khi mình á, ví dụ như khi mình nói mình ngồi thiền, giả sử bây giờ mình theo một cái trường phái nào đó, niệm thân hay niệm tòa gì đó, thì khi mình vô ngồi thiền á, là mình đã có cái ý trước là mình ngồi thiền như thế nào và lấy đối tượng gì, tức là điều đó mình biết trước rồi. Mình sử dụng cái tâm gì, rồi mình sẽ nắm bắt đối tượng gì. Mình như vậy thì nó không tự nhiên. Mà cuộc sống á, thì nó tự nhiên, cho nó không, cuộc sống là nó rất tự nhiên. Cái tự nhiên ở đây là sao? Tự nhiên tức là cái mọi sự nó tự đến đi. Nó tự đến đi. Ví dụ như bỗng nhiên trời nắng, hay là bỗng nhiên trời mưa, bỗng nhiên một tiếng chim hót. Chứ làm sao mình nói là chim hót đi để nghe coi thử ra sao, cũng phải vậy. Tức là mình không thể đặt được, mình không thể đặt được cái đối tượng theo ý mình. Mà cái đối tượng nó sẽ tự đến. Cho nên á, không phải là mình sử dụng một cái tâm gì để mà mình nắm bắt đối tượng gì. Mà quan trọng á, là mình có một cái tâm rất là bình thường, rất bình thản, rất bình thường. Không, thầy dùng chữ giản dị có nghĩa là không có thêm cái gì cả. Một cái tâm giản dị tức là một cái tâm nó không có thêm vô cái điều kiện gì cả. Còn mình đặt điều kiện là tâm phải thế này, phải thế kia đó, thì lúc đó không phải là giản dị nữa. Và khi cái tâm mình mà nó giản dị, nó có một cái điều rất kỳ lạ, đó là khi tâm mình càng giản dị chừng nào thì nó càng thấy pháp càng đúng chừng đó. Vậy mình đã có cái ý thấy như thế nào rồi á, chẳng hạn như có người nói là bây giờ mình cố hành thiền để mình thấy vô thường khổ vô ngã là sai rồi á. Bởi vì khi mình nói là mình cố thấy vô thường khổ vô ngã là mình đặt cái khái niệm vô thường khổ vô ngã ra trước rồi. Rồi khi đó mình đi tìm cái khái niệm đó, và khi mình tìm cái khái niệm đó với một cái tâm chủ quan á, thì mình sẽ thấy cái vô thường khổ vô ngã đó theo chủ quan của mình, chứ không phải là thấy thực. Không phải thấy đúng cái thực tánh của cái vô thường khổ vô ngã. Nhưng khi tâm mình nó tự nhiên vô tâm á, thì nó lại là thấy rất là rõ. Ở đây mình cần phải hiểu một điều rất quan trọng là thế này. Bây giờ mình nghe hay thấy hay là cái gì đó, nghe thấy ngửi nếm xúc chạm hay biết gì đó, thì điều quan trọng là khi mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay là biết, tâm mình có bị chi phối cái gì hay không? Nếu mình bị chi phối cái gì đó, tức là mình đang chủ quan. Đó, mình đang chủ quan. Mà khi mà mình chủ quan thì lúc đó mình không thể nào thấy được thực tánh. Tức là không thấy được cái thực á, không thể nào thấy được cái thực. Và lúc đó mình đã đặt cái khái niệm ra trước rồi. Tự nhiên mình vô thường hay không mình không biết, cái tự nhiên mình đặt trước ra cái vô thường. Rồi mình đặt trước ra cái khổ, đặt trước ra cái vô ngã, mà rồi mình đi tìm kiếm. Thì cái đó là không đúng. Không thể nào mình cố khát nước để mà uống được cả. Nó khát, nó tự nhiên nó khát.
Cho nên mình muốn uống thì cái đó là tự nhiên. Chứ bây giờ mình nói là cố mình làm sao mà cố cho nó khác để mà mình uống thì sai rồi. Không phải. Tự nhiên mình nghe con chim hót một cái mà tâm mình vẫn hoàn toàn nghe rất rõ, nhưng tâm mình hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, thì cái đó là đúng. Cái thấy đó là cái thấy nghe đó đó là đúng chánh niệm tỉnh giác nè. Nhưng mà bây giờ mình muốn để lắng nghe có thứ con chim nó hót gì làm sao thì tức là mình đã có cái ý của mình nắm bắt cái đối tượng đó rồi, là sai rồi đó. Cho nên đa phần là người ta hành tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách chủ quan để nắm bắt đối tượng do mình chọn, và có một cái sai lầm nhất là mình chánh niệm tỉnh giác trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp như là cái phương tiện để đạt được một mục đích của mình. Cái đó là càng sai nữa. Cái đó là cực kỳ sai luôn á. Nhưng mà bây giờ mình cứ để coi, hầu như tất cả các cái trường thiền đều là đặt một mục đích để đạt được cái gì đó. Ở đây chúng ta nhớ cái điều này, tức là có thể là các vị không tin thầy, có thể là không tin thầy bởi vì nói thầy nói vô lý quá. Nhưng mà rồi á, cứ trải nghiệm rồi mà coi, đến một ngày nào đó thì mình sẽ thấy rằng là không phải mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là tu giới định tuệ hay tu bất kỳ cái gì mà để đạt một cái gì ở tương lai cả. Nhớ nhớ cái điều đó, đó. Đừng bao giờ tu để đạt bất kỳ điều gì ở tương lai, và đừng có bao giờ hẹn tới ngày mai. Chỉ có hôm nay mình đang thấy thân thọ tâm pháp như thế nào, đơn giản là vậy thôi, chứ không có ngày mai. Ngày mai là để chuyện ngày mai lo. Còn hôm nay là mình chỉ biết tròn vẹn để thấy cái thân đang như thế nào, mà đối tượng là từ đến ngay. Ví dụ như mình đi thì tự nhiên là mình thấy đang đi như thế nào, mình đang ngồi thì thấy đang ngồi như thế nào, đang nghe thì thấy đang nghe như thế nào, vậy thôi. Đơn giản là vậy thôi. Chỉ có tròn vẹn với cái bây giờ, chứ không có để cái gì cho tương lai cả. Hễ mình còn nói rằng là mình làm cái này, tu cái này, hành cái này để tương lai thế nào đó là sai rồi đó. Không có tương lai gì cả. Tương lai là để tương lai lo, cho mình không lo tương lai được. Tương lai là sự vận hành của pháp. Cho nên thường thầy hay ví dụ như thế này, trong mấy cái bài pháp của thầy ấy, nếu có ai nghe pháp thầy ấy, thì có nghe thầy nói như thế, ví dụ những cái ổi, cái xoài, cái mít gì đó. Cái mít nó đang là thế nào đó thì nó chỉ cần sống tròn vẹn với nó ngay lúc đó thôi. Còn cái chuyện ngày mai như thế nào đó là một cái nguyên lý vận hành của pháp rồi. Cái nguyên lý đó vận hành ở nơi cái mít là khác, vận hành ở cái xoài là khác, cái cam, cái ổi là khác. Tức là nó có cái nguyên lý vận hành của pháp ở trong tất cả các cái hiện tượng trong đời sống. Trong đó có cái hiện tượng là bản thân mình. Bản thân mình là một hiện tượng đang diễn ra. Thì bây giờ mình chỉ cần tròn vẹn để rõ biết cái đang là như thế nào thôi. Còn tương lai là chuyện nó sẽ tự đến. Cái tương lai nó tự đến. Cái ổi ngày mai tự nhiên nó sẽ đến như thế nào, ngày mốt nó sẽ tự đến như thế nào, đó là nó có nguyên lý của nó hết rồi. Cho nên mình không cần lo tới chuyện đó. Mình chỉ lo là mình có tròn vẹn với cái rõ biết cái hiện tại hay không thôi. Rồi sau đó chết cũng được, miễn là mình tròn vẹn rõ biết cái hiện tại là rồi, là xong. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình cố rõ biết hiện tại để ngày mai mình đắc cái gì đó là sai rồi đó. Nhưng mà mình đa phần mình khi mà mình tu là mình đã có cái ý đồ là muốn đắc được cái gì đó.
Có những cái đắc rất là tầm thường, còn có những cái đắc rất là cao siêu. Nhưng mà dù tầm thường hay cao siêu đó, thì những cái đắc đó đều là ảo, nó không thực. Cái mà hiện tại mới là thực này. Ví dụ như mình đang sân, cái sân đó mới thực này. Nhưng mà bây giờ mình nói là mình đang sân, cái mình nói tu làm sao để cho có tâm từ là sai đó. Nhưng mà đa phần á, là bây giờ hệ mà khi mà ví dụ như là có ai nói là giờ tâm con sân quá, giờ làm con làm sao để cho hết sân, thì liền là câu có trả lời liền là giờ tu tâm từ, vậy là sai rồi. Không phải tu tâm từ mà là đang sân á, thì rõ biết sân đang như thế nào, chứ không có tu tâm từ gì vô đó. Vì tâm từ vô đó là nó ảo, nó không thật. Thầy thường hay nói đó, giả sử như giờ mình ghét một người nào, ghét cay ghét đắng một người nào đó, cái bây giờ mình thấy ghét cay ghét đắng là mình ngủ không yên, ăn không yên, ngủ không yên, cho nên bây giờ mình cố rải tâm từ cho người đó. Trên thực tế đó, mình nói rải tâm từ thì mình nói là nguyện cho người đó được an vui, nguyện cho người đó, nhưng mà trong cái thâm tâm của mình đó, nó vẫn là sân. Thì cái lời nói bên ngoài đó, thì nguyện cho người đó được an vui, nhưng trên thực tế trong cái tâm mình nó vẫn sân. Do đó tốt hơn á, là mình thấy rõ cái sân đó nó đang thế nào thì tốt hơn. Bởi vì nếu mình tròn vẹn rõ biết cái sân nó đang thế nào đó, thì lúc đó mình mới có, thì sân nó mới có thể là mình rõ biết được cái sân. Mình sẽ rõ biết toàn bộ cái sân là cái gì, nó đưa đến phiền não khổ đau gì, nó như thế nào, là mình rõ biết nó. Khi mình đã rõ biết nó thì tự nhiên mình sẽ không bị nó ảnh hưởng nữa. Nhưng mà mình cố dẹp đó đi bằng một cái tâm từ thì đôi lúc nó chỉ là giống như mình ém nó xuống, thay đổi một cái khác. Nhưng bây giờ vấn đề là thế này, khi sân á thì cái bản ngã sân, bây giờ mình cố đổi thành tâm từ đó thì cũng là cái bản ngã tâm từ. Vậy thì đâu có, nó chỉ có đổi là đổi cái tướng thôi, còn bản ngã thì vẫn còn nguyên. Thậm chí có đôi lúc bản ngã còn to hơn nữa. Cái người có tâm từ, bản ngã cũng to hơn người có tâm sân. Bởi vì tôi có tâm từ, tôi hơn anh. Anh còn sân chứ còn tôi là có tâm từ rồi. Thì hóa ra mình tu tâm từ để mình có một bản ngã to hơn. Không phải như vậy. Mà mình chỉ thấy cái sân nó phát xuất, sinh diệt như thế nào. Nó có cái mặt lợi mặt hại gì. Mình thấy rõ hết á, thì lúc đó mình mới là thoát khỏi nó được. Còn nếu mình không chưa thấy rõ nó mà mình lại ém nó đi, mình dùng tâm từ mình thay vào đó đó, thì thật ra mình muốn bản ngã mình to hơn. Hồi xưa mình thấy là bản ngã mình là bản ngã sân, cho nên mình thấy không ai kính trọng mình, vì mình sân quá cho nên không ai kính trọng mình. Bây giờ mình tu tâm từ thì người ta sẽ kính trọng mình hơn. Thì hóa ra lúc đó tu tâm từ để bản ngã to hơn. Đó, rất rất là rõ ràng. Cho nên cái pháp á, cái pháp nó đang thế nào là mình phải rõ biết. Nên thầy mới nói rằng là mình á, thật là không phải là thiền gì cả, mà mình đang đọc cuốn sách của chính mình. Mình là một cuốn sách, mình một cuốn sách, mà cuốn sách đó chính là mình là tác giả, mà cũng là độc giả. Mình là cuốn sách, mình là tác giả bởi vì chính mình viết ra cuốn sách đó. Nhưng mà cuốn sách đó đang viết nửa chừng, bây giờ đang viết này, đang viết tiếp này. Mình đang sống tức là đang viết cái cuốn sách đó. Thì mà viết bằng cái gì? Viết bằng chính cái trải nghiệm, chiêm nghiệm của mình. Chứ không phải là tu để thành cái gì. Mà khi mình viết cái cuốn sách đó thì mình chỉ cần là mình có một quá khứ đã viết cái cuốn sách nó, bây giờ hiện nay cuốn sách đó nó là như thế này. Và khi mà cái cuốn sách mà nó như thế này thì nó có cái hiệu ứng gì? Cái cuốn sách này nó không phải là viết bằng chữ, mà là cuốn sách đó nó cũng giống như là như thế này cho nó dễ hiểu hơn. Thí dụ như mình đang nấu một nồi canh đây. Mình đang nấu một nồi canh. Bây giờ tự nhiên cái mình nếm cái nó mặn quá. Tức là cái cuốn sách nồi canh này này, là mình đang nấu tới ngang đó là nó mặn.
Như vậy á, thì bây giờ bằng rồi thì mình thấy là nó sai, cho nên bây giờ mình phải điều chỉnh lại làm sao để lấy muối bớt ra, hoặc là đổ nước thêm, hoặc là bỏ thêm một cái chất gì đó để cho nó hút muối đi chẳng hạn. Tức là mình thì lúc đó đó mình mới điều chỉnh lại cái nồi canh nó mới ngon. Thì con người mình cũng vậy, mình phải quan sát để ngay đó mình điều chỉnh, chứ không phải điều chỉnh vì tương lai. Không phải điều chỉnh vì tương lai, tương lai nó có thể khác. Thí dụ như hôm nay á, mình đang đi, nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác, hay là mình sáng suốt rõ biết, trọn vẹn rõ biết, hay là nói theo một cách của thầy là thần trọng chú tâm quan sát, thì tự nhiên mình đang đi cái mình thấy một cái miếng chai, thì lẽ ra là mình bước vô một cái là coi như là miếng chai đó, mình sẽ đạp cái miếng chai đó đó. Nhưng mà do nhờ mình thấy rõ cho nên mình mới là bước qua một bên, hoặc là mình lượm cái miếng chai đó mình để trong gốc cây hay cái gì đó. Thì cái việc này nó chỉ giải quyết lúc đó thôi, việc đó nó không có cái gì cho tương lai cả, nó chỉ giải quyết cái vấn đề đó. Tất cả mọi cái mà mình đang thiền đó là để mà thấy rõ mình đang là, và trong cái đang là đó đó, có thể nếu mà mình đủ trí tuệ đó, thì trong cái đang là đó mình thấy ra tứ thánh đế, tức là thấy ra được cái hành động này hay là cái nhận thức và hành vi này đưa đến phiền não khổ đau hay là chấm dứt phiền não khổ đau. Thí dụ như mình đang đi mà mình quan sát cái đi, thì trong quan sát cái đi đó mình thấy là hoàn toàn nhẹ nhàng thanh thoát, không có phiền não khổ đau nào cả, và chỉ có cái đi chứ không có cái ta đi trần nào trong đó cả. Cho nên không có, tức là khi mà mình hoàn tròn vẹn á, khi mình tròn vẹn với cái đi đó, thì lúc đó chỉ thấy có một cái đi là một diễn biến, không có ta đi trong đó. Và thứ hai á, là khi mình đi mà đi với tâm sân, đi với tâm vội vàng, đi với tâm gì đó đó, thì nó đưa đến phiền não khổ đau liền, thì đó chính là tập đế khổ đế. Còn nếu như mình đi mà rõ ràng minh bạch, tự tại, không có cái gì chi phối cả, thì lúc đó chính là đạo đế diệt đế. Cho nên mình á, khi mình tròn vẹn với hiện tại đó, thì ngay đó mình có thể thấy được tứ thánh đế. Chứ không phải là mình cố tu để mình đạt cái được cái gì, mà là mình thấy ra được cái sự thật ngay trong đó. Mà khi mình thấy ra sự thật á, thì mình ngay đó để điều chỉnh. Chẳng hạn bây giờ ở đây chương trình là phải đi từ bây giờ tới bây giờ đó đi quét lá. Thì trong khi mình quét lá đó, có thể có rất nhiều cái ý nghĩ khởi lên. Nào là tại sao mình vô đây tu mà bắt mình đi quét lá đó, chẳng hạn vậy đó. Rồi nào là quét lá thế này thế kia gì đó, đủ thứ chuyện hết đó. Thì chính là cái đó là cái để mình đang đọc ra mình lúc đó như thế nào. Lúc đó mình nội sân, hay là lúc đó mình tham, hay là lúc đó mình ích kỷ, lúc đó mình ngã màng, hay lúc đó mình cái gì, hay là lúc đó mình quét rõ ràng minh bạch với một tâm nhẹ nhàng thanh thoát, thì mình phải thấy ra được. Và khi tất cả những cái loài tâm đó nó khởi ra đó, thì mình mới phân biệt được là cái loài tâm nào thì đưa đến phiền não khổ đau, loài tâm nào thì đưa đến chấm dứt phiền não khổ đau. Đó chính là thấy tứ thánh đế ngay trong quét dọn. Thấy tứ thánh đế ngay trong đi đứng nằm ngồi, chứ không phải nửa đời phải ngồi. Bởi vì khi mà mình cố ngồi á, để mà thiền á, là mình đang có ý đồ gì rồi. Còn bây giờ biểu đi quét thì mình đi quét thôi, chứ không có ý đồ gì cả. Nhưng mà đi quét thì mình lại thấy mình đang quét như thế nào. Đi bát thì mình thấy mình, trong khi mình đi bát á, thì mình đi như thế nào, thân lúc đó như thế nào, thọ như thế nào. Mình làm cảm nhận lại cái thân thọ tâm pháp lúc đi bát hay là lúc đi kinh hành. Ở đây mình thật ra mình nói đi bộ thôi, chứ đừng nói đi kinh hành. Nói đi kinh hành nghe oai quá. Đi bộ thôi, buổi sáng đi bộ một vòng. Nhưng mà trong cái đi bộ á, mình vừa đi mình vừa chánh niệm tỉnh giác,
rõ biết thân thọ tâm pháp, không không cần tìm gì hết, không cần tìm là đâu là thân là thọ tâm pháp gì hết. Hễ mình đang đi thì đương nhiên là mình thấy đi, chứ đừng có nói thân gì cả, đừng có nói niệm thân gì hết, đi là thấy đang đi thôi. Mà đi cái đau chân thì thấy đau chân thôi. À, rồi tâm hoan hỷ thì thấy tâm hoan hỷ, mà tâm bực tức thì thấy tâm bực tức, cứ thấy thôi. Cứ thấy cái gì trong trong người mình nó xuất hiện cái gì thì mình cứ thấy thôi. Chứ đừng có thêm bớt gì cả. Không thêm bớt gì cả tức là dạng gì, cái thấy đó là một cái thấy dạng gì, không thêm bớt gọi là dạng gì. Và tự nhiên tức là mình phải tự, không phải là do mình đặt ra, mà tại đó đang diễn ra như vậy cho nên mình thấy, gọi là tự nhiên. Và vô tâm ở đây tức là mình không có ý đồ gì cả. Chỉ có cái thấy nó đang thấy thân thọ tâm pháp thôi, cho mình không có ý đồ để làm gì cả. Bởi vì khi mà mình cố mình tu để làm cái gì á, thì lúc đó lại là bị rơi vào cái bẫy của bạn ngã. Bạn ngã muốn tu để đắc cái này, bạn ngã muốn tu để đắc cái kia. Là sai. Trong con người mình nó có hai sự vận hành. Một sự vận hành nơi thân thọ tâm pháp một cách tự nhiên. Đói như là đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ chẳng hạn. Đó là vận hành rất tự nhiên. Đó là một cái nhu cầu khẩn thiết của đời sống. Thì nó là khác. Lạnh thì tự nhiên mình mặc áo vô. Nóng thì mình lấy quạt, mình quạt chẳng hạn. Đó là cái nó rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mình cố ý, cái mà thầy nói đó là dạng gì tự nhiên vô tâm. Vô tâm ở đây nó không phải là vô tâm theo nghĩa ngoài đời là ai làm gì làm không cần biết, không phải vậy, không phải vô tâm theo kiểu đó. Mà vô tâm tức là không có ý đồ gì cả, chỉ có cái gì xuất hiện thì thấy vậy thôi, cái gì đang diễn ra thì thấy vậy thôi, chứ không có ý đồ gì cả, không tìm kiếm cũng không cố nắm bắt, mà chỉ thấy thôi. Quét thì đang thấy quét, mà quét mà hồi mệt thì thấy mệt. mà nếu mệt mà vẫn hoan hỷ thì thấy hoan hỷ, mà mệt mà thấy bực tức thì thấy bực tức, cứ vậy thôi. Chỉ cần mình đọc mình cho nó rõ mình đang như thế nào thôi. Chứ đừng có đặt mình thành là cái gì cả. Đừng có mong mình thành sẽ trở thành cái gì, cũng đừng có mong là mình đang là cái gì. Ví dụ bây giờ tự nhiên mình xuất gia giao duyên cái mặt y vô một cái tự nhiên mình thấy mình là ông sư. Mà thật ra quét thì cũng là cái tay đưa qua đưa lại cho ông sư gì đâu. Ông sư thì cũng đưa tay qua đưa lại. mà bây giờ mai mốt cái mình hết mặt y rồi thì cũng quét cũng đưa tay qua lại thôi. Đó, cho nên dựa cái thực với một cái ảo mà mình từ dựng lên đó, nó khác nhau rất xa. Đó, có rất nhiều vị sư tu vào rồi cứ tưởng mình là ông sư, tưởng mình là thế này thế kia, hỏng chuyện hết. Tại sao mình không thấy một cái thân thọ tâm pháp đang là thôi? Đó. Ăn cũng thân thọ tâm pháp đang là, mình phải thấy. Đi cũng là phải thấy, ngồi cũng phải thấy, tất cả mọi cái đang là mình phải thấy cái đang là thôi. Chứ đừng có nghĩ tới sẽ là gì hết á. Đừng có mong phải là sẽ là gì cả. Mà cứ thấy thôi, cứ thấy mình đang là thôi. Đó. Nhưng mà nó có cái, nó tức cười là thế này. Người nào mà hoàn toàn tròn vẹn sống với cái đang là thôi, không còn thêm bớt gì nữa cả, hoàn toàn sáng suốt tròn vẹn với cái đang là thôi, thì người đó chính là A-la-hán. Chính là A-la-hán. A-la-hán là gì? A-la-hán là không còn mong cầu để trở thành bất kỳ gì nữa cả. Chỉ thấy, mà cũng không thấy mình là cái gì cả. Lúc đó chỉ là pháp đang diễn ra như vậy thôi. Có nắm được ý thầy nói không? Đó. Nhưng mà bây giờ mình nói, mình là thế này. Ở đây mình tu một cái, mình bắt đầu mình thấy mình là thế kia.
Mai mốt mình tu cao hơn chút nữa rồi mình thấy là mình là thế nọ, thì luôn luôn là mình cứ vẫn bị ám ảnh bởi một cái ta. Còn ở đây đó, khi mà mình hoàn toàn tròn vẹn với cái đang là thôi, chứ không có ta gì trong đó nữa hết trơn á, thì là A-la-hán. Đó. Vì vậy cho nên cái mà mình trở về tròn vẹn, rõ biết cái hiện tại đó là cực kỳ quan trọng. Mình phải hiểu được cái chuyện đó. Khi mình hiểu được chuyện đó đó, thì bây giờ mình về nhà, dù là mình đang sống trong cái điều kiện nào, mình cũng vẫn là mình đang là. Thật ra là tại vì mình quá bị chi phối bởi cái hoàn cảnh đó thôi. Chứ còn thực ra đó, mình cũng vẫn là mình đang là. Đúng không? Bây giờ, ví dụ như mình đang, các sư nói phải đi quét, thì mình đi quét. Nếu mình tròn vẹn với cái quét đang là đó, thì mình sẽ thấy rằng là đúng là ngay đó là tự do giải thoát hay không. Còn không á, thì vẫn bị cái cảnh đó nó là trói buộc mình. Thì khi mình ra ngoài đời mình sống cũng vậy. Cái hoàn cảnh sống á, nó trói buộc mình. Không có hoàn cảnh sống nào trói buộc mình cả. Chỉ có tự mình trói buộc mình thôi. Đó, tự mình trói buộc mình thôi. Cho nên nếu mà mình biết thường trở về tròn vẹn, rõ biết cái thân thọ tâm pháp đang là đó, thì mình sẽ hóa giải được tất cả mọi cái ảnh hưởng của bên ngoài. Dù cho bên ngoài nó trời đất có sập đi nữa, mình vẫn không ảnh hưởng. Bây giờ nói là ngày mai sẽ có một cái gì đó ghê gớm đó, sẽ xảy ra, thì một người mà hoàn toàn tự do giải thoát đó, là không có ảnh hưởng gì cả. Ngày mai chết thì chết chứ sao vậy? Mà chết thì cứ chết thôi. Nhưng mà tại vì mình bị trói buộc vào nhiều cái thứ, phải không? Trong đời sống đó, do mình trói buộc vào nhiều nhiều cái thứ, chẳng hạn như trói buộc vào cái thu nhập như thế nào này, trói buộc vào cái danh dự của mình như thế nào này, trói buộc vào những mối quan hệ như là cha mẹ, vợ con cái gì đó chẳng hạn. Cho nên mình cứ càng bị trói buộc, thật ra tự mình trói buộc mình vào trong hoàn cảnh, chứ không có hoàn cảnh nào trói buộc mình cả. Quý vị nhớ cái điều đó. Thật ra trong đời sống không có hoàn cảnh nào trói buộc mình cả, chỉ có tự mình trói buộc mình thôi. Tức là cái quan niệm cho rằng cái điều đó trói buộc mình, đó là do mình quan niệm như vậy. Chứ còn thật ra trời mưa hay trời gió hay trời xuân hay hạ thu hay đông gì đó là cái chuyện tự nhiên, nó không có trói buộc mình gì cả. Nhưng tự nhiên á, mình ghét cái mùa đông, mình thích cái mùa xuân, rồi cái tự nhiên mình tự trói buộc mình. Cho nên tới mùa đông cái là mình khổ đó, tới mùa xuân cái thì mình vui đó. Thì tức là tất cả những cái đó đều là từ cái thái độ của mình thôi. Mà cái thái độ đó là gì? Thái độ đó chỉ là do mình bị lệ thuộc vào bên ngoài. Cho nên á, bây giờ đơn giản là thế này thôi. Mình trở về tròn vẹn rõ biết mình đang làm. Mà mình đó là thân thọ tâm pháp á, nói cho đúng á, nói cho chính xác á, là mình đó chính là thực tài thân thọ tâm pháp. Thầy thường hay, vì đăng giảng nó có cái ly nước ở đây, cho nên thầy thường hay lấy cái ly nước để làm ví dụ. Khát nước rồi thì thầy lấy cầm ly nước đưa lên uống, nuốt xong rồi thì để xuống. Tất cả đó là thiền. Cho mình có khi mình bị dính vào một cái đề mục thiền nào đó rồi, cái mình không dám làm mấy chuyện khác. Bởi vì làm chuyện khác cái là nó mất cái thiền này đi. Mà đó, thật ra nó không có mất gì cả. Lúc nào vẫn thân thọ tâm pháp. Uống nước cũng thân thọ tâm pháp, mà không uống nước cũng thân thọ tâm pháp. Thế đâu có chạy đâu mà mất. À, mà chỉ có là mình có thấy nó hay không. Thì á, trong cái thời gian mà mình ở đây, thì mình sinh hoạt cái gì đó, ví dụ tụng kinh, thì mình tròn vẹn tụng kinh. À, ngồi thiền thì bây giờ cái ngồi thiền thực ra là cũng là một hình thức thôi. Tuy nhiên đúng ra mà cái hồi thời Đức Phật á,
là Đức Phật Ngài chỉ khai thị cho một cái người nào đó, và họ họ thấy ra cái đường tu của mình rồi, họ thấy ra tu là thế nào rồi, tức là họ thấy được cái cốt lõi của cái tu tập đó. Xong rồi họ về ấy, là họ tùy họ, chứ không có nhất định phải thế này hay nhất định phải thế kia, không phải giờ giấc này giờ giấc nhỏ đi cả, hoàn toàn tùy thuộc vào họ đó. Họ muốn đi thì họ cứ đi đi lang thang chỗ này chỗ kia, ở chỗ nào trú lại một cái thì họ ở lại, ở lại xong rồi họ ngày mai họ đi khất thực, họ đi chỗ khác. Có người thì là đi hành cước như vậy, có người thì vô trong hang động ở, tùy mọi người. Cái đó không ai bắt là phải thế nào cả. Ngài Ca Diếp thì thích đầu đà thì cứ đầu đà, người nào thích cái gì cứ làm cái đấy, không sao hết. Nhưng mà có một điều mà hoàn toàn là đồng nhất, đó là mọi người đều tự biết mình, tự rõ biết mình. Cái điều đó cực kỳ quan trọng, cái cốt lõi. Chứ không phải là bây giờ hệ mà vô đây cái là bắt mọi người phải làm giống nhau, không phải vậy. Cho dù đến giờ đi quét dọn thì mỗi người vẫn quét dọn khác nhau đó, quét khác nhau. Người thì quét kiểu này, người quét kiểu kia, người quét cái khúc này, người quét cái khúc đó. Chứ cũng không có cái gì mà thành một cái máy móc giống nhau cả. Vẫn là mình đang tròn vẹn với mình trong cái việc đó. Đang tròn vẹn với mình trong cái ăn, tròn vẹn trong tất cả mọi cái sinh hoạt của mình. Có cái điều là mình ở đây mình thuần lời là mình đang học cái cách tròn vẹn rõ biết chính mình. Đó. Mà nhiều khi mình ở ngoài hoặc là mình chưa nắm vững được cái tròn vẹn với mình là thế nào. Cho nên hôm nay là mình đến đây để mình học cái bài học đó. Tròn vẹn với mình là thế nào thôi. Còn về nhà thì cũng vậy thôi, về nhà thì cũng quét nhà. Về đây lên đây quét chùa thì về nhà quét nhà thôi. Đó. Ở đây ăn thì về nhà cũng ăn thôi. Ở đây thợ về nhà cũng thợ thôi, giống nhau hết, chứ không có gì khác. Chỉ có ở đây đó là mình trải nghiệm một đời sống mà mình có cái được đoàn vẹn với chính mình, đó là chính thôi. Bây giờ khi ngồi á thì chỉ có ngồi thôi, ngồi là ngồi thôi, chứ chẳng không cần là gì nữa hết trơn á. Và ngồi như thế nào không quan trọng, ai ngồi kiểu gì ngồi, chẳng nhất thiết á, bởi vì họ ví dụ như họ tu khí công thì họ phải ngồi đúng để mới thở đúng để mới hiệu quả khí công gì đó. Còn bên đây không phải, mình ngồi chỉ để buông xuống. Cái buông xuống là cực kỳ quan trọng nghe. Bây giờ khi mình ngồi là không còn gì nữa cả. Ngồi là chỉ tròn vẹn ngồi thôi. Và khi ngồi á là mình buông xuống hết. Buông cả cái ý đồ là ngồi thiền. Không có ngồi thiền gì cả. Mình chỉ đang ngồi và buông xả hết thôi. Buông xuống thôi. Buông xuống, buông luôn cái ý nghĩ là mình đang ngồi thiền để đạt được cái gì. Buông luôn cả ý nghĩ đó, không có ý nghĩ đó đâu. Mình chỉ ngồi là đang ngồi thôi. Và ngồi là hoàn toàn rộng lặng. Và khi đó, khi mà mình ở đây, nếu ở đây khi từ khi thức dậy, ở đây 3 giờ rưỡi là có chuông thức dậy hả? 3 giờ rưỡi chuông thức dậy, mình lo đi rửa mặt. À, thức dậy thì mình biết là thức dậy nè. Rửa mặt, mình biết đi rửa mặt nè. Đó, đi cầu đi tiểu gì đó thì biết rồi, uống nước biết rõ nè. Đó, rồi đến giờ cái mình mặc y biết rõ nè, rồi bước đi biết rõ nè, rồi đến chánh điện biết rõ nè, ngồi xuống biết rõ nè. Đó, để thôi, ngồi xuống biết rõ, rồi tụng kinh, thuộc thì mình đọc, không thuộc thì lắng nghe, như vậy thôi, rất là đơn giản, không có. Chỉ như vậy thôi, tức là đang lúc nào thì chỉ thấy như vậy thôi. Chứ không vì một mục đích gì tương lai cả, nhớ dùng cái đó. Không có mục đích gì tương lai hết á. Chỉ có đang tròn vẹn với mình đang là không thôi, chứ không có mục đích tương lai gì hết. Và khi ngồi cũng vậy, đừng có bao giờ ngồi thiền vì một mục đích tương lai nào.
Mà ngồi thiền là mình buông xuống hoàn toàn để cảm nhận sự rộng lặng. Đó. Mà nếu như khi mình buông xuống mà không rộng lặng, mà nó cứ khởi lên, chứng tỏ rằng là mình đã lưu trữ vào trong rất nhiều cái rác. Rác là gì? Rác của tâm là gì? Rác của tâm là trong đời sống hàng ngày đó, mình làm mà mình không biết, thì cái đó là trở thành cái rác của tâm. Giả sử như bây giờ ai nói cái gì đó mà mình nổi sân, nhưng mà mình biết rõ là đang sân, thì không phải là rác. Nhưng mà nếu mà mình đang sân, mình chỉ để ý cái đối tượng thôi, mình thấy cái đối tượng, thì cái sân nó càng ngày càng tăng lên. Và khi nó đi qua cái đó rồi á, thì tất cả cái sân đó nó đều lưu vào trong cái Pavanga hết. Trong cái bên Bắc Tông thì người ta gọi là Alaya gia thức, bên Nam Tông mình gọi là cái Pavanga. Thì nó lưu vào trong đó hết. Thì bây giờ mình ngồi một cái là nó khởi lên. Cái khởi lên đó nó giúp cho mình thấy rằng là té ra cái tâm mình nó còn quá nhiều vọng động. Tức là trong mình đã chứa vào trong đó quá nhiều rác. Còn á, nếu mà người mà không chứa vào rác là sao? Tức là khi mình sống đó, làm cái gì mình đều rõ biết, thì nó không thành rác. Rõ biết thì nó không bị rơi vào vô thức. Đó, rõ biết thì mình không rơi vào vô thức. Còn mà nếu mà mình không rõ biết á, tức là vô thức, thì cái mà vô thức đó, đó nó sẽ vào trong cái Pavanga đó, vào trong cái tiềm thức của mình đó. Khi nó vào trong tiềm thức đó, là nó cứ quẩn ở trong á, cho nên hệ khi mình nằm ngủ hay là khi mình ngồi yên lại cái là nó khởi lên. Tại sao lúc bình thường không khởi? Tại lúc đó mình đang làm cái này, mình đang làm cái kia, mình đang chú tâm vào làm cái này cái kia, cho nên nó khởi chứ không phải không khởi mà mình biết đó. Mình lo, tức là khi tham thì mình lo cái tham đó, khi sân thì mình lo cái chuyện sân đó. Mà trong khi mà mình làm việc trong đời sống hàng ngày á, thì mình bị cuốn vào trong đó, cho nên mình không thấy. Và cái không thấy đó nó lại đưa vào trong vô thức nữa, cho nên nó cứ trong cái tâm, cái vô thức của mình nó cứ đưa vào trong đó, trở thành một khối ở trong đó. Cái người mà ngồi vô một cái á, thân không yên mà tâm cũng không yên, chứng tỏ rằng là cái tập khí đó nó đang bùng bùng nó cứ trồi lên đó. Thì á, bây giờ chỉ có một cách là mình luôn rõ biết. Trong một ngày mà mình tròn vẹn rõ biết chừng nào, cái mức độ tròn vẹn rõ biết của mình càng tốt á, thì cái rác nó sẽ càng bớt đi. Thì á, cái người mà yên cái gì làm việc gì cũng rõ ràng hết trơn á, thì khi ngồi á, buông xuống một cái là tâm nó yên hoàn toàn. Thì đó là cái tâm như vậy gọi là tịch tịnh, vắng lặng, tịnh lặng. Mà khi á, cái tâm mà nó hơi tịnh lặng á, thì nó trong sáng. Cái bản chất của cái tâm là như vậy. Tâm giống như cái nước trong này. Bây giờ có cái gì đó, mình bỏ cái gì đó, nhưng mà khi nó tịnh lặng á, là nó sẽ trong lại. Cái bản chất của cái tâm của mình á, nó luôn luôn là trong sáng. Trong sáng, trong và sáng. Hay là thanh tịnh mà trong sáng. Thì cái bản chất của tâm là thanh tịnh trong sáng. Rồi mình bị mình làm cái việc gì mà vô thức là nó tối đi một chút. Làm cái việc gì vô thức, cứ làm vô thức như vậy, nó tối đi một chút. Cái tối đó đó là giống như ba cái rác đó, nó che mờ đi. Che mờ đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói là cái tâm này đó là Pavasara Chitta, tức là cái tâm là nó chói sáng, thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà do cái vô minh cho nên không thấy được cái tâm thanh tịnh trong sáng đó. Do đó mà cứ khởi tâm ra bên ngoài, tìm kiếm bên ngoài. Mà khi khởi tâm như vậy đó,
mà gặp đối tượng thì thế nào cũng một là sân, hai là tham. À, cho nên á, cái sân tham đó nó trở thành thành những cái ô nhiễm, nó che mờ cái tâm của mình đi, nó che mờ và trói buộc cái tâm mình lại. À, cho tâm mình vốn là nó trong sáng. Cho nên bây giờ mình ngồi, mình lại phải cố làm thế này, cố làm thế kia để đạt cái này, để đạt cái nọ đó, lại càng thêm che mờ. Càng thêm che mờ, bởi vì chính cái đó cũng là tham, cũng mong đạt được cái này, đạt được cái kia là nó tham. Cho nên á, khi mình ngồi mình buông xuống hoàn toàn, trả cái tâm lại cho cái bản chất thanh tịnh trong sáng của nó, nó sẽ từ lắng xuống cái sự thanh tịnh trong sáng của nó. Mình chỉ buông ra và chỉ lắng nghe lại toàn thân tâm, lắng nghe toàn thân tâm, chứ không phải là thân hay gì hết á, lắng nghe lại toàn thân tâm, thì tự nhiên mình sẽ cảm nhận cái sự lắng. Đó. Và nó yên. Cái yên này không phải là thiền định, nó là một cái định, mà cái định này cao hơn cái thiền định mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nhiều lắm. Cái định sơ thiền, tam thiền, tứ thiền là vẫn có ý đồ, mình phải tập trung vào một cái gì đó để mình đạt cái gì đó, tức là mình bị ý đồ rồi, bị ý đồ của bản ngã rồi. Còn bên này là mình hoàn toàn buông xuống, chỉ ngồi lắng nghe cái tất cả cái pháp nó đang diễn ra như thế nào, mình chỉ lắng nghe thôi. Nhưng mà cái người mà nếu mà họ sáng suốt để bình tĩnh trong đời sống hàng ngày á, thì họ ngồi lại đó thì họ chỉ lắng nghe sự tịch tịnh thôi, chứ không có gì khác. Một sự vắng lặng hoàn toàn, định đó là cái định cao nhất. À, định mà không cần tâm tiếc, không cần tâm tứ, không cần trụ lại, tâm không trụ lại, tâm lại càng định càng sáng. Cho nên người ta nói định sinh tuệ là cái định đó đó. Chứ còn cái định mà mình trù lại cái là mất sáng rồi. Thế khi mà tâm nó trù lại rồi thì nó mất sáng. Nhưng mà khi cái tâm này nó không phải trù lại, nó không phải trù lại một chỗ, mà tâm này nó trở về với trạng thái rộng lặng trong sáng của nó. Cho nên chỉ cần buông thôi, chỉ cần buông và ngồi lắng nghe lại, cứ lắng nghe thôi, lắng nghe hay cảm nhận lại toàn bộ cái thực tại thân thọ tâm pháp. Khi lắng nghe một cách tự nhiên thôi, chứ không phải lắng nghe mà cố được, không cố gì hết á, hoàn toàn tự nhiên, càng tự nhiên chừng nào càng tốt chừng đấy. Thì lúc đó có thể có người thì bị cái này cái kia khởi lên đủ thứ, nhưng mà mình hay sợ. Chứ còn bây giờ mình cứ để tự nhiên, nếu ngứa thì mình cứ gãi, đau chân thì mình cứ đổi chân, không cần phải là bắt buộc phải cái gì cả, hoàn toàn tự nhiên. Cái quan trọng là cái thấy, chứ quan trọng không phải là mình giữ cái được trạng thái nào. Quan trọng của cái tu tập á, chính là để thấy ra, chứ không phải để đạt được. Nhớ cái điều đó là cực kỳ quan trọng á. Tu là để thấy ra, chứ không phải để đạt được. Thấy ra là giác ngộ. Nhưng mà khi giác ngộ đó thì giải thoát. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy ra cái thực, và giải thoát là thoát ra khỏi những cái ảo tưởng mà xưa nay mình tự trói buộc chính mình. Hôm nay thầy nói hơi nhiều một chút xíu. Bắt đầu từ ngày mai đó thì thầy sẽ cho hỏi, thầy cho hỏi mọi người hỏi. Hỏi trong cái thời gian mình ở đây mình tu tập, hoặc là có thể trước đây mình tu tập như thế nào đó, có chỗ nào đúng sai gì hay là có thắc mắc gì đó là cứ hỏi. Đừng hỏi chuyện bên ngoài, hỏi cái chuyện mà mình đang soi sáng rõ biết mình như thế nào thôi. Có cái gì vướng mắc hay không đó, cái điều đó là quan trọng. Bây giờ sau thầy nói chuyện một tiếng, sau đó thì bữa nay thì nói chuyện một tiếng, cái mai nói chuyện mấy phút thôi chứ không có nhiều, để thời gian cho mỗi người là trình pháp. Trình pháp là gì? Trình pháp tức là mình trải nghiệm trong cái trước đây cũng được, chứ không phải nhất thiết là phải trong những ngày này.
Trong những ngày này thì càng tốt, tức là mình thấy khi mình chánh niệm tỉnh giác như vậy thì có những trở ngại gì, hay là mình thấy được điều gì, thì mình trình bày. Cái thứ hai là khi mình còn thắc mắc cái điều gì đó chưa rõ, bây giờ làm sao mà sau một cái khóa tu này đó, là mình phải rõ biết rõ ràng hoàn toàn về cái chuyện tu hành thì mới được. Đó. Rồi bây giờ ai muốn hỏi gì thì hỏi. Có cái này ai muốn hỏi thì cứ đặt câu hỏi. Ở đây mình có một cái điều kiện khá tốt. Thầy thấy là một số cái chùa mà họ tổ chức cái khóa tu đó, mà cái không gian nó quá ít. Còn ở đây không gian rất nhiều. Có thể muốn lao động cũng được, muốn ngồi yên tĩnh chỗ nào đó để mình buông xả lắng nghe lại mình cũng được. Tức là ngoài cái thời giờ mà quy định ra đó, thì có thể đi tự nhiên, nhưng mà trong cái đi đó mình rõ biết mình, thì như vậy gọi là kinh hành. Cái chữ kinh hành á hay là thiền hành á, đôi lúc là những cái từ ngữ đó nó làm cho mình có một cái cảm giác gì đó, cho thực ra cứ đi bộ tự nhiên thôi, cứ đi bộ tự nhiên và để mình cảm nhận mình đang đi là thôi. Và mình vẫn lắng nghe toàn thân, toàn bộ của người mình. Thì trong cái đi thì mình thấy đi. Nhưng mà nếu có cái đi cái chân đau đau thì thấy đau. Cứ vậy thôi. Chỉ cứ thấy thôi. Khi nào mà cái thấy mà nó hoàn toàn là thuần túy. Nó chỉ thấy thôi. Cho nên Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết là vậy đó. Khi mà nó cái thấy, cái nghe, cái ngửi nếm xúc chạm mà nó hoàn toàn thuần túy, không có thêm bớt gì nữa cả, thì đó mới là đúng, mới là thiền á. Thế thực ra bây giờ mình bỏ mấy cái chữ thiền đi, bỏ mấy cái từ rồi hết rồi á, chỉ có là mình lắng nghe, cảm giác, cảm nhận lại mình đang như thế nào thôi. Cái đó là tức là mình đang trải nghiệm và soi sáng cái trải nghiệm đó, cho nên thầy gọi là trải nghiệm chiêm nghiệm. Cái chữ chiêm đó, chữ chiêm có nghĩa là quan sát đó. Gọi là chiêm quan tức là mình đang quan sát, nhưng mà quan sát không phải là quan sát một cái kiểu giống như là mình đang quan sát một đối tượng, mà mình cảm nhận nó đó, tức là nó đang là như thế nào thì mình cảm nhận nó là như vậy. Còn khi mình đặt nó thành một đối tượng rồi, cái tự nhiên mình phải nắm bắt cái đối tượng đó. Còn bây giờ không có đối tượng gì hết. Cái đối tượng là nó sẵn rồi. Cái thân thọ tâm pháp là lúc nào nó cũng có sẵn rồi. Cho nên hệ đi là đương nhiên là thân. Và đau cái là tự nhiên là thọ. Thì nó sẵn hết. Bây giờ mình chỉ cần là đừng có chạy lang thang đi đâu, mà chỉ cần là rõ biết mình đang là như thế nào thôi, đơn giản là vậy. Không ai hỏi gì hết.